À, chào các bác, chào các anh em. Hôm nay bên nhà em cạn chuột nữa đây. Cạn 9 cm. Một cái mẫu cạn mà các bác miền Nam cũng sử dụng nhiều, mà các bác miền Bắc thì cũng sử dụng quá nhiều trong cái công việc đi săn bẫy chuột đồng. Thì đây là một bao cạn 9 cm như các bác nhìn này. Thì bên em sẽ gửi với các bác cái mẫu cạn đẹp nhất nhé. Và ở cái video này thì em cũng báo giá luôn để các bác được tham khảo cái mẫu cạn mà chuột giá rẻ và đánh vô cùng là hiệu quả này. Thì với một cái chục cái cạn như thế này thì bên cơ sở em sẽ bán là 80.000 một chục. Các bác mà mua từ 50 chiếc trở lên, bên shop em sẽ bao ship nhé, tới tận tay các bác. Đây các bác nhìn này. Thì cạn chuột thì nó cũng có rất nhiều mẫu mã, nhưng để làm sao các bác chọn được cái mẫu cạn ưng ý nhất để đi đánh thì đây là cái mẫu cạn chuột đẹp nhất nhé. Các bác nhìn cái phần răng của nó đây, 10 cái sẽ đều như nhau cả 10. Tai rất chi là dày, vành cũng dày nhé. Đấy, đây là cái mẫu cạn chuột 9 cm. Và đặc biệt ở cái cạm này thì các bác nên chọn là cái mẫu cạm nó có cái hai cái lỗ đột này thì nó sẽ chắc chắn hơn nhiều so với những cái cạm mà có một cái lỗ đột ở giữa này nhé. Thì bên em số lượng rất chi là nhiều, như các bác nhìn đây, mới về mấy nghìn cái để cung cấp cho các bác cái vụ đi đánh chuột này. Bởi vì đợt này lúa nó lên, chuột đang cắn lúa rất nhiều, thì các bác có thể sử dụng vài chục cái, vừa là đánh chuột phá hoại mùa màng, vừa là đánh chuột đồng mà thịt thì rất chi là ngon. Thì các bác hãy sử dụng cái mẫu bẫy 9 cm này nhá. Các bác ở miền Bắc ấy, nhiều bác chia sẻ với em các bác sử dụng độ 100 cái, 50 cái, các bác một buổi tối có thể đi đánh được tới chục kg chuột. Cho cái trị giá chuột thịt bán này nó rất chi là cao. Đây này. Thì đây là tất cả cái mẫu cạn chuột của bên em, đều 10 cái như nhau cả 10 hết nhé. Một cái mẫu cạn 9 cm. Và ưu đãi tất cả các bác mà mua 50 chiếc trở lên thì bên shop sẽ bao ship nhé, tới tay các bác là 400.000. Đấy, cạn 9 cm đây. Một cái mẫu cạn rất chuẩn đẹp. Và bên cơ sở em bán thì theo nhu cầu của các bác. Các bác có thể là mua một chục, hai chục cái, ba chục cái. Các bác mua bao nhiêu em gửi đến tay các bác nhé. Và các bác chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại thì chỉ vài hôm là các bác nhận được cạn thôi. Cạn thì như hình các bác nhìn đây, một cái số lượng cạn rất nhiều. Vì bên em là bên cơ sở cung cấp lớn tất cả các mẫu cạn. Các bác mà quan tâm đến kênh YouTube của em, các bác biết số lượng cạn rất là lớn nhé. Và em cung cấp lên trên toàn quốc. Các bác ở đâu thì em gửi tận tay các bác mẫu cạn 9 cm. Thì cái mẫu cạn này cũng rất chi là dễ để các bác dùng nhé. Với các bác mà chuyên nghiệp ấy, các bác có thể sử dụng bằng tay. Đây này, các bác bẻ xuống như này. Nhưng mà em phụ nữ thì em không bẻ được, nó rất chi là chắc. Đấy, bẻ hẳn xuống này và bửa đôi ra nhé. Cũng rất nhiều video hướng dẫn các bác mới chơi, các bác chưa biết cách dùng. Đấy, cái cách rất chi là dễ để gài được cái mẫu cạn chuột. Thì đặc biệt là cái mẫu cạn chuột này thì nó có một cái chốt chặt ở đây. Nó không như là mẫu 12 hay 14 hay là 16, 18 thì nó có một cái chốt chặt ở đây, thì các bác không bao giờ lo bị mất đĩa nhé. Các bác chỉ cần buộc một cái dây vào cái cạnh này để khi mà đánh được chuột rồi nó sẽ không cắt mất cái cạm này đi. Đấy, đấy là cái mẫu cạm chuột đẹp nhất của bên em để chuẩn bị gửi đến tay các bác. Vâng, thì các bác mà đang cần cái mẫu cạm chuột này thì hãy để lại số điện thoại ở dưới video, hoặc là gọi điện trực tiếp qua bên em qua đầu số điện thoại là 0865 692 498. Số điện thoại chính của em có Zalo, có Facebook. Các bác có thể kết bạn để xem trước tất cả những cái mẫu cạn trước khi đặt. Thì đây là một cái mẫu cạn chín, là cái mẫu cạn nhỏ nhất nhé. Thì bên em cung cấp đủ mẫu từ 9 cm đến 33 cm. Các bác có thể kết bạn Zalo với em để tham khảo trước tất cả những cái mẫu cạn trước khi đặt hàng. Đấy, đây là một cái mẫu cạn 9 cm. Số lượng mới về rất chi là nhiều để gửi tới các bác cái vụ đánh chuột này. Đấy, lúa lên rồi, nếu mà đánh được chuột thì vừa được chuột thịt mà lại vừa không phá hoại mùa màng nhé. Một cái mẫu cạn rất chi là chuẩn đẹp. Vâng, thì em cũng xin kết thúc cái video ngắn ở đây. Các bác mà quan tâm tới tất cả những cái dòng săn bẫy cạn thì đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để mỗi khi em làm video về những cái sản phẩm khác nhau, các bác sẽ nhận được những thông báo nhé. Chào các bác ạ.